I'm rich. Hello everybody, welcome to Health với KT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bản bản này là bản gì Naruto đại chiến mà server của nước ngoài nha, mà mình cũng chẳng biết tại sao là nó Việt quá nữa. Đây đăng ký ha, bấm vào đăng ký nha. Đó. Ở đây là hộp hư, chọn hộp hư tào lao cũng được. Rồi ok. Đó nè, đây là tiếng nước ngoài không ha. Đó. Đây có hai server nè, đó. Server thứ hai là server mới, đó. Đây là làng lá, từ làng toàn lá, ôi lộn, làng toàn là nơi sinh sống của Naruto. Nhân vật chính không phải là Naruto. Đó. Có một tai họa ập đến. Đừng cứu tôi. Rồi, bọn này hãm hiếp cô bé. Cái gì à? Ghê quá. Ủa, con nhỏ này đi mượn tiền không trả, bây giờ mấy đứa này lại hãm hiếp. Ly. Đó, thằng này là nhân vật chính. Đó. Thằng này sẽ trả tiền để mấy thằng kia không có hãm hiếp con nhỏ đó. Câu chuyện là như vậy. Để coi anh này tồn tại được bao lâu. Đó, trận chiến giữa Rockly, Naruto, rồi con nhỏ gì nè quên tên rồi, với ông thầy dây sờm và gì Sakura gì đó quên rồi, tên gì quên luôn rồi, thiệt chứ. Tới lúc review cái nó quên hết tên rồi, thiệt chứ. Tào lao thì... Sasuke, cái gì Sasuke vậy. Đó, đó, ghê không. Anh Ly sẽ đánh là Madara không? Obuto nữa chứ, rồi Obuto đã chết. Rồi Madara hút chân khí xong luôn. Mà anh Ly làm đéo gì có chân khí. Đó. Rồi tới đây cái hết chuyện. Thì ra là anh ấy nằm mơ. À con này là Tintin. Đây mình hướng dẫn ngắn gọn cho các bạn chơi ha. Đó. Nói chung thì có tiếng Việt hết rồi, chỉ là việc tải về mà dứt thôi, chứ cũng không có gì là khó khăn. Để cho nó auto luôn, có điều nó đánh hơi bị chậm thôi các bạn. Thì game này nó phi cho chúng ta là VIP 8. Rồi 10.000 kim cương với 1 triệu vàng. Đó. Nhân vật chính của chúng ta là Rockly đó. Kẻ không có cáp cha gì đó. Cha rắc gì đó, chắc ra gì đó. Naruto đứng quay tay giết luôn bây. Đây mỗi ngày nó sẽ cho chúng ta 100 kim cương nè, để tính là 1 ngày, 2 ngày. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22. Một tháng là được 2,200 ha. Nhưng mà quan trọng là game này nó ngon một cái là Hokage đệ tứ nè. Chỉ cần các bạn thu thập được 5-10 hồn đó, không cần biết là tướng gì hết, 10 hồn hết. Đây, đệ nhất đó, Senju Hashirama đó, đệ nhất nè. Hồn không rơi trong ải, vậy là chắc phải quay rương. Đó, 10 hồn là lượm được ông ta. À, còn cái này là trong shop đấu trường có cấp 10 mở shop. Ok, bây giờ để xem. Hôm nay là shop tranh bá cấp 30 mở. Đó, này để tam của làng đá. Còn ông này hình như là đệ nhất của gì. Này là cha của thằng Ga ha. Đó, shop tranh bá cũng có luôn. Ông này là quay rương là có ha, không cần. Đây là Hokage để nhị nè, đó. Tất cả đều là 10 hồn ha. Đó. Nên online chừng đâu 2 4 6 7 ngày là được đệ tứ rồi nè, đó. Khá ngon. Còn nếu nạp thì đây 500 diamond. Thẻ tháng nhận được 600. Đó, sau khi mua nhận 60 kim cương cộng 2 mảnh Madara mỗi ngày. Vậy là tính ra là 5 ngày là được nhận đủ Madara rồi đó. Chỉ cần 6 đô tương đương chắc cũng hơi bộn mà. Tính là cũng trăm mấy á. Rồi, dẹp con này qua bên nè. Đó, bây giờ chúng ta vào mua mát luôn ha. Mua mát đi, mỗi ngày mua được 9 lần thể lực đó. Bây giờ chúng ta vào quay để cho nó lên cấp 10 ha. Các bạn đừng có thử như mình nha, đây là mình đang test coi cấp 10 mở ra shop không và cái shop mở đó nó ở đâu. Cấp 8 rồi ha. Chính chắc không đủ cấp 10 rồi. Rồi cấp 10 ha. Tiêu tốn cũng khá nhiều kim cương á, 1,400 kim cương ít nổi gì đâu. Nè nó cho chỉ có 10,000 kim cương thôi ha. Đây, nhiệm vụ cũng được ha, khá kinh nghiệm nha các bạn, không cần phải quét ha. Đây, làm nhiệm vụ là nó lên cấp lẹ hơn ha, không cần phải quét như mình ha, tại mình không có thời gian, mình hướng dẫn sơ cho các bạn thôi. Đâu rồi, hồi nãy ông nào nói mua được ở trong shop tranh bá, shop đấu trường. Đây cái shop nè, đó ninja mua đồ đâu đây. Cấp 15 mới mở shop thần bí, 30 là shop lục đạo. Đây là shop đấu trường nè các bạn, có được be nè, killer be đó. Shop tranh bá thì 30, gui cũng 30 đó. Thì sơ qua về để reset coi có được cái hồn tướng không. Không có được hồn tướng gì hết. Rồi sơ qua về cái nhiêu đó. Còn bây giờ thì đâu rồi, hoạt động ở đây chúng ta có hoạt động, ta xài 1,000 kim cương nè, đó sẽ được một mảnh con này. Rồi bạn nào muốn mua hồn ninja bự thì chúng ta nạp lên VIP 11 mới được quay cái này ha, mới được quay mấy Hokage nè. Đó, còn không thì chúng ta quay 10 lần ở dưới này. Được nhận luôn be nè. Y tiên nhân thực mảnh, 10 mảnh nè. Ô, được 4 con các bạn, được 4 con. Được Kakashi nè, được con nhỏ giấy với be. Ok, ngon.
Nè thấy không, 4 con nè. Đủ. B nè, đó. Đây. Rồi, muốn thì vô quay nữa, mình quay nữa cho các bạn xem ha. Hạt này dù sao cũng test mà, đó. Mảnh tiên nhân thực gì đó. Rồi, cái này là không có con nào hết. Sensuba nè, là cái con trong gì? Thất kiếm lạng sương mù ha. Đó. Rồi không đủ kim cương, hết kim cương rồi. Xài kim cương xong thì vào đây mà nhận nè ha. Đây là tiêu kim cương là được. Đó. New server ngày 1 nhận 100. Ngày 2 là nhận được hồn gì nè. Hồn của thầy Sen Sen ha, vì thầy ông tiên nhân cấp đó. Đó. Ngày thứ 2 là nhận được ổng ha, ngon lành. Ô đù. Ngày thứ 3 là nhận được Uchimaru nè. Vãi. Ngày thứ 6 là nhận gì đây? Ý. Nhận được bà gì ta? Bà đệ ngủ hay để gì á? Hình như đệ ngủ. Đúng rồi, bà đệ ngủ. Á đù. Ngon đó chứ. Tính ra là shop nó cho hết rồi có đâu ạ. VIP 9 thì đồ. Nạp lên VIP 9 thì chúng ta sẽ được Itachi nè trời. VIP 10 cũng Itachi, hình như đây toàn Itachi không á. Đúng rồi, Itachi không à. Nạp bất kỳ số tiền sẽ nhận được linh hồn Ben 10. Ô, Ben là trong mấy con mắt ấy đó. Đây nè, Ben nè. Ô đù. Ngon chứ. Nạp số bất kỳ là được ha. Rồi ha. Giới thiệu sơ với các bạn bao nhiêu đó. Dẹp thằng Ly qua, dẹp con nhỏ này qua. Đem con bé xuống. Game này tiếng Việt nè các bạn, chơi cũng dễ hiểu ha. Rồi bạn nào muốn chơi thì có thể tải với cái link ở dưới mô tả ha. Thì sẵn tải thì các bạn ghé ngang cho mình một like, một share, cũng như là bạn nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký ủng hộ mình ha. Đó. À, thằng hất kiếm làn sương mù là nó tạo ra đó, sương mù để bảo vệ, che chở cho mấy thằng này ha, cho team của mình. Game này hất giọng có một cái là nó cứ đánh từ từ, nhìn chán buồn ngủ thấy bà. Đó. Đó, bạn nào hâm mộ Naruto, fan của Naruto thì có thể chơi ha. Cái này online vài ngày là 7 ngày là thấy có được một cái đội hình ngon lành rồi. Có Madara, rồi tiên nhân cốc, rồi đệ ngủ. Có được tam tiên của làng lá rồi còn đòi nữa trời. Quá ngon luôn. Rồi video tới đây thôi ha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Thì ai có thắc mắc gì thì có thể để ở phần miêu tả. Còn ai không có thắc mắc gì thì cũng nhắn ở dưới cái phần miêu tả cho mau lên top hình thành hay là top đề xuất giùm mình cái ha.
nhớ like và share giúp mình ha. Còn được 1.900 dứt luôn coi nó ra gì nè. Đó. Thấy lần đầu là được nhất ha, mấy lần sau là thấy đi tông hết. Xài kim cương xong rồi vô đây nhận tiếp. Không bé đâu, như đây, đó. Ồ, đi đánh vĩ thú nữa hả? À, đây nè, mở ra ha. Ui giời ơi, chung thì game cũng tiếng Việt không à, dễ chơi ha. Thôi chào các bạn. Nè đây, nó chào mà nó chưa chào được luôn. Đây là có tất cả đều có hết nè các bạn. Nè, đó. Đăng cấp. Đây. Gì à, sử dụng sức mạnh nước tinh thần gì nè. Này là full Việt hóa luôn rồi ha các bạn. Thôi. Bạn tự dọc mà chơi ha. Bye bye, chào tạm biệt.